Trời ơi. Đầu đầu, Dương Châu, sức kiện nguyên tem của Quý MC, Tú MC, Trường 2000. Mời các bạn đến với không, không. Xét đấu thứ nhất, trận bán kết 2 giữa team của Quý MC, Tú MC, phía bên kia lưới mà. Còn phía bên đây lưới là đội của Hải Đăng Sông Nhạn. Đây là trận bán kết. Hai đội này đồ giống nhau luôn. Quốc Việt hôm qua ở tay trắng của Quý MC và Cường rồi bạn. Và đáp trắng quá ghê của Quý MC và Cường Cao. Dẫn là điểm cho phía bên của MC. 2-0. Hiện tại bây giờ là 16:30 giờ địa phương chẳng bàn. Bóng không qua lưới của Tú MC. Tú MC lại phá bóng hậu. Điểm 1-2. 1-2. Trời ơi, lọt trắng rồi. 3-1. Bóng lọt trắng của Tú MC. Điểm 3-1. 3-1. Đúng. Dẫn con đủ. Quá đang tiếc chờ Bảo Thái à. Bảo Thái nhảy chân chậm đi. Điểm 4-1. Quá gọn gàng. Và chỉ lý hay của Bảo Thái. 2-4. Có chịu bỏ thái gì rồi. Điểm 3-4. Bước 1 công đi tức. 3-4. Bóng chành tay trắng ra ngoài. 5-3. Điểm cho phía bên team của Tú MC. Điểm 5-3. Khán giả vẫn rất đông xem trận đấu bán kết này. Đây là pha phá bóng không vào lưới của Tú MC. Tú MC phá bóng hậu. Điểm 4-5. 4-5. Điểm 5 đều. Quá hay. Đó là pha dứt điểm của Trường 2K. 6-5. Điểm 6-5. Trời ơi. Tú MC lại phát bóng hậu. Điểm 6-6. Tốt cái đường đi của Quý MC. Quá hay. 7-6. Điểm 7-6. Chào mong Tú. Tiếp tục là điểm cho phía bên team của Tú MC. 8-6. Và quá khó dự đoán của Quốc Việt. Điểm 8-6. Wow!
bốc một hỏng của Bảo Thái. Điểm 96. Một bóng hỏng rồi. 7 chân sẽ không hỏng. Điểm 7, 9. Trời ơi, lọt trắng. 17. Sân này đèn rất sáng nha các bạn, rất tuyệt vời. Hiện tại bây giờ chưa đầy 17 giờ. Vì trời âm u, chuyển mưa, cho nên hơi tối và đọc đèn lắm. 80. Điểm 80. Giật liên lệ luôn. 18. Bóng chưa vào lưới. Có đèn giật liên lệ. 18. Không bị, hôm nay bị nè. 18. Quá nguy hiểm. Tụ em xì lại không hỏng hỏng nữa rồi. 9-11. Kiểu gì cũng giật cái đó. Điểm 91. Quá nguy hiểm. Và quá nhanh, quá quy lực của quý FC. 12-9. Điểm 10, 12. Nhịp 13, 10. Chạm tay trắng của Quốc Việt bay ra ngoài. 14-10. Điểm kết thúc trận đấu cho mình tìm Tú MC. 14-10. Trời ơi, không khó chịu. Bóng vừa rồi cũng kết thúc trận đấu thứ nhất các bạn. Thì mình tìm của Tú MC giành chiến thắng. Quốc Việt có tài phục bóng vừa rồi. 15. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bùi Lâm. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bùi Lâm. Đây là trận bán kết. Xét cái đấu thứ hai trận bán kết 2 nha các bạn. Tú Bầu Đầu Dương Minh Châu. Sự xuất hiện của Tú MC, Quý MC và Trường 2000. Hai lâu và Quý MC mà hợp tác. Điểm 1-0. Trước đây là những là người đối đầu giữa team của Hải Đăng Sông Nhạn. Phía bên kia lưới các bạn. Bên kia là team của Hải Đăng Sông Nhạn. Bên đây là của Quốc Việt. Team của MC đúng không? Minh Nhật. MC Bình Dương. Của Đồng Tháp. Và Quy Nghiệp Chuyền 2. Và 2-0. Điểm 1-2. Trời ơi, quá
đáng tiếc cho quốc Việt. Cái đề nghị ra ngoài lắm. Hai đều. Điểm hai đều. Hai đều. Quá đẹp. 3-2. Và cái điểm thành công của Trường 2000 các bạn. Các bạn nghĩ như thế nào? Trường 2000. Tứ rất cơ bắp, đầy quy lực. Bo rất mạnh. Trời ơi. Và bóng này và trực tiếp thần của một tuyên truyền của Bảo Thái. Và quá nhanh. Điểm sơ hiện tại là 4-2 rồi. Dự đoạn của Tô Lâm Sinh 4-2. Chơi giữa, chơi giữa. Tiếp tục điểm 4-2. Rồi. Tủ. Quá tốt rồi. Một tay phòng tấu, một tay quá tuyệt vời của Tu nhằm một pha phản công rất hay. Tiếp tục là điểm cho Huy Bình Tu MC 5-2. Phát bóng ra ngoài. Phát bóng ra ngoài. 3-5. Điểm 3-5. Trời ơi. Bóng chạm tay trắng rồi. Chạm tay trắng của Quốc Việt ra ngoài. 6-3. Điểm 6-3. Điểm 4-6. Rồi. Tiếp tục. Quý. Vẫn còn luôn. Trời ơi, quá tốt. Một pha bật quá tốt của Quý MC. Chưa quá chết vậy rồi. 7-4. Pha bật tăng quá cao của Quý MC. Trời ơi, chết luôn. Thật sự, ông ngoại của Chí Linh rất yêu đời. Ông ngoại của Chí Linh quá yêu đời. Trời ơi, quá đẹp. Đó là pha dứt điểm của Tú MC nữa các bạn. Và ra tay đầy quy lực của Tú MC rồi, quá nhanh. 8-5. Lọt trắng rồi. Điểm 6-8. Và giò gà đang tiếp cho Trường 2000 xử lý cho 18 phút bóng rồi. 6-8. Và bóng hỏng của Bảo Thái. Bảo Thái bóng hỏng. 9-6. Điểm 9-6. Ba bỏ bắt hai. Một pha chốt thật là của Quy Nhật chi ngay vừa rồi của ai. 7-9. Điểm 7-9. Bóng ra ngoài.
Bóng tốt. 17. Bóng trong sân. Đến 10, 7. Đó, hay. Quả trắng bóng thành công của Cường các bạn. Điểm 11, 7. Chơi giữa. Điểm 11, 7. Chơi sáng em ơi. Thôi. Lại là qua. Lần thứ hai Quy Nhật chớp thật cơ trên lưới của mình quá hay. Chín tám mười một. Điểm 8-11. Bóng tốt. Bóng tốt. Điểm 12, 8. Vẫn còn. Anh em. Quốc Việt đã bóng không qua lưới rồi. 13, 8. Điểm 13, 8. Ôi, 14, 8 luôn rồi. 14, 8. Điểm 14, 8 cho đội tuổi. Ôi. Chưa kịp luôn. Quá tốt. Như vậy kết thúc xét đấu thứ hai chung cuộc. Phía bên Tú MC giành chiến thắng các bạn. Tỷ số 15 trên nghiêng về cho team của Tú MC.